Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây thị thơm nha, hay còn gọi là thị bà. Đây, cây sống khỏe rồi nha, cây đang cao tầm 2 mét ạ. Rồi cây này thì tổng hoành đo được là 209 nha, tổng hoành luôn, tổng cái cụm đây là 209. Còn riêng cái hoành thân lớn bên này nè, riêng cái hoành thân lớn ở đây là 90, cao đến đầu thân chính là 110, cao đến đầu thân chính kia nha. Đó, cao đầu thân chính đó, đầu thân chính đó là 110, còn cao lên đến ngọn hiện tại luôn là tầm 2 mét nha cả nhà. Bầu đất hiện tại là 95 nhân cho 70. Đây, cây này cũng khá là nặng nha, thị thơm. Đây, rất là khỏe nha. Đấy, nhà mình xem tham khảo luôn nha. Khá là khủng nha cả nhà. Mình quay cái phần gốc thôi, còn phần ngọn thì mình có thể mường tượng là được rồi. Bể liền nha cả nhà, cái này bể liền luôn, liền bể luôn nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, nếu mà ưng ý thì cứ liên hệ với nhà vườn luôn, số điện thoại nhà vườn có để trên bài luôn nha.